Nữ quái bé Lệ giở trò xu vàng tiệm này rồi đem sang tiệm khác để bán, chỉ cách 6 mét. Hôm nay ngày 24 tháng 4, trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian, truyền nhau vụ việc manh động với caption như sau. Bắt quả tang đối tượng giả vờ mua vàng rồi lấy trộm, đi đến tiệm vàng khác, cách tiệm vàng trước khoảng 6 mét để bán. Tình huống như thế nào? Mời cả nhà xem tiếp nhé! Qua đây, chủ tiệm vàng lắc đầu chán nản, tự trách bản thân, sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự và muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cách đây vài ngày, Ngô Thị Bé Lệ, sinh năm 1969, ngụ tại ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, nảy sinh ý định giả vờ vào mua vàng để lấy trộm. Theo đó, bà Lệ đi vào tiệm vàng tại ấp An Định 2, xã An Ngãi Trung, Ba Chi, Bến Tre. Nói với chủ tiệm cần mua vòng đeo tay, chủ tiệm đem 3 bộ vòng đeo tay bằng vàng 18K, mỗi bộ gồm 7 chiếc vòng, cho Lệ lựa chọn. Lợi dụng lúc chủ tiệm không chú ý, Lệ lén lút bỏ một bộ vòng đeo tay vào túi ni lông mang theo sẵn, sau đó Lệ đưa trả lại 2 bộ vòng rồi đi ra khỏi tiệm. Chủ tiệm phát hiện Lệ đưa trả lại thiếu một bộ vòng nên truy hô. Lúc này những người trong tiệm đuổi theo Lệ. Sau khi ra khỏi tiệm vàng, Lệ đã đi đến tiệm vàng khác cách tiệm vàng trước khoảng 6 mét để bán. Lúc Lệ lấy bộ vòng đã lấy trộm trong túi ni lông ra thì chủ tiệm vàng chạy đến giữ Lệ cùng tang vật và trình báo công an xã An Ngãi Trung. Qua làm việc, cô thị bé Lệ thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý. Còn bạn thấy sao về pha trộm vàng táo tợn của bà chị nữ quái này? Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.